The Bodhisattva entered his mother's womb in the form of a white elephant. Bậc Bồ Tát nhập thai mẹ trong hình tướng một con voi trắng, là biểu tượng của trí tuệ và quyền lực hoàng gia, và ngài đã báo tin sự hiện diện của mình cho hoàng hậu qua một giấc mơ. Tại nơi đản sinh của Đức Phật ở Lâm Tỳ Ni, Nepal. Mười tháng sau, tính theo lịch âm, khi bầu trời rải đầy những đồ trang hoàng cát tường, Hoàng hậu Maja cùng với đoàn tùy tùng từ Ca Tỳ La Vệ, kinh thành của vương quốc Sakya, trở về nhà cha mẹ của mình. Người nghỉ chân tại khu vườn xinh đẹp Lâm Tỳ Ni, nằm trong khu rừng đầy hoa đẹp và chim chóc. Hai con rồng cái phun nước cho người tắm, một con phun nước nóng và một con hòa thêm nước lạnh. Sau khi tắm xong, Hoàng hậu Maja Devi nhận thấy thời điểm đã đến. Người bước 24 bước về phía bắc và nắm lấy một cành cây để dựa vào. Khi Hoàng hậu với tay phải để chạm vào cành cây đó, thì vị hoàng tử sơ sinh đã ra đời từ bên phải của người. Một cơn mưa bay đã tắm cho cậu bé. Cậu bé sơ sinh đã đi 7 bước về mỗi hướng. Và khi bước đi, hoa sen nở rộ dưới chân ngài. Ngài tuyên bố rằng đây là lần sinh ra cuối cùng của mình và tuyên bố ý định của mình là chấm dứt lão, bệnh và tử. Câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật được kể như thế. The great Buddhist emperor Ashoka came in. Đức vua A Dục vĩ đại, người đi theo truyền thống Phật giáo, lên ngôi vào khoảng năm 200 trước Công nguyên và đã đi tìm kiếm cái cây đó. Quốc vương đã đặt hòn đá để đánh dấu vị trí và dựng một trụ đá khắc chữ cổ của mình làm bằng chứng. Nhiều người theo đạo Phật đã đến đây để thực hành giáo pháp của Đức Phật. Tu viện được dựng lên với các phòng thiền và phòng ở. Trong khu vực tu viện này, chúng ta thấy có nhiều giai đoạn xây dựng. Giai đoạn xây dựng đầu tiên của tu viện bắt đầu vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và việc xây dựng được tiếp tục tới tận thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Vậy là thời gian xây dựng kéo dài khoảng 700 năm. Nhiều du khách đã đi qua đây và một số người đã ghi lại sự mô tả về Lâm Tỳ Ni trong các khoảng thời gian lịch sử. Những người hành hương và các đệ tử bắt đầu xây dựng bảo tháp. Một số bảo tháp chứa xá lợi, số bảo tháp khác để tưởng niệm bậc thầy của giáo pháp. Cho tới nay, công việc khai quật ở Lâm Tỳ Ni, chúng ta có những di tích khảo cổ từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên trở lại đây. Nhưng sau đó, một thời kỳ tăm tối bắt đầu, Phật giáo suy yếu và sự xâm chiếm của đạo hồi bắt đầu. Những nơi linh thiêng hầu như bị lãng quên. Chỉ khi nhà khảo sát cổ học người Đức, tiến sĩ Führer, khảo sát khu vực này và cộng tác với chính phủ Nepal, thì trụ đá của vua A Dục bị chôn ở dưới đất, cuối cùng mới được tìm thấy vào năm 1966. Vào năm 1967, khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là ông U Thant, người Myanmar thăm khu vực này, ông đã rất buồn bã khi miền quê này bị bỏ hoang. Năm 1978, giáo sư người Nhật Kenzo Tanji đã xây dựng một kế hoạch tổng thể. Sau đó, kế hoạch này thuộc trách nhiệm của Quỹ Phát triển Lâm Tỳ Ni.
Tất cả các truyền thống Phật giáo được mời đến để xây dựng tu viện và chùa chiền theo nhiều lối kiến trúc khác nhau, theo các quy chuẩn và quy định của kế hoạch tổng thể này. Nhiều khu đất được chia lô để cho giáo pháp của Đức Phật sẽ hưng thịnh tại Lâm Tỷ Ni, nơi từng là một khu vườn xinh đẹp. Tháng 4 năm 1999, Hòa thượng Drupong Sonam Chokphel Rinpoche được đề nghị xây bảo tháp này. Bảo tháp này sẽ đóng góp vào sự phát triển của Lâm Tỷ Ni. Ngài Sonam đóng vai trò là người chỉ đạo về mặt tâm linh và đệ tử của Ngài là Ferdinand Rinchen Phunsok là giám đốc điều hành, bắt đầu hướng dẫn nhóm những nhà quy hoạch, kỹ sư, nghệ nhân, giám sát viên và khoảng 200 công nhân xây dựng làm việc trong khoảng thời gian suốt 4 năm. Tháng 6 năm 2001, kỹ thuật xây dựng với bê tông và sắt thép hiện đại được thử thách bởi kiến trúc mái vòm của thiền đường, mà trên đó bảo tháp được xây dựng theo phong cách tôn giáo Tây Tạng, theo phác thảo của bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ 17, Ngài Rikzin Choki Drakpa, người cũng là vị Kiatgon Chungsang Rinpoche, đời thứ nhất của dòng Drikung. Tuy các bảo tháp thường quay mặt về hướng đông, nhưng bảo tháp Đại Liên Hoa ở Lâm Tỷ Ni lại quay về hướng đền thờ Hoàng hậu Mazadevi để đánh dấu nơi sinh của Đức Phật ở Lâm Tỷ Ni. Vài tháng sau, bây giờ khi mà cấu trúc của thiền đường đã hoàn tất, nền móng của bảo tháp thực sự ở trên đỉnh của nó sẽ được xây dựng. Công việc này được tiến hành cùng với các buổi lễ đặc biệt để làm an dịu các vị thần. Nền móng của bảo tháp trên đỉnh thiền đường được lấp đầy với những phẩm vật để xua đuổi tinh linh xấu ác hay những ảnh hưởng có hại. Tháng 5 năm 2002,
Tháng 7 năm 2002. Cuối năm 2002. Tháng 3 năm 2003, ngày hôm nay, một cây cột gỗ sẽ được dựng lên bên trong bảo tháp. Vị đại thành tựu giả vĩ đại của truyền thống Drikung, Ngài Drukwang Konchok Nobu Rinpoche sẽ chủ trì buổi cầu nguyện với nhiều khách mời danh dự. Ngài Drukpong Sonam Chopel Rinpoche giải thích một số khía cạnh tâm linh như sau. Đây là Tsuk Sing, theo tiếng Tây Tạng, tượng trưng cho cột sự sống, được đặt ở trung tâm của bảo tháp. Drukwang Rinpoche đang cầu nguyện trước khi dựng Tsuk Sing. Ngài đang cầu nguyện tới các đạo sư dòng truyền thừa và đạo sư gốc và Tam Bảo Phật Pháp Tăng và các bổn tôn. Nguyện cho giáo pháp của Đức Phật Trường Tồn, nguyện cho tất cả chúng sinh hữu tình được hạnh phúc, yên bình và hòa hợp.
tháng 4 năm 2002. Ngài Kyabgon Chetsang Rinpoche thứ 37, vị trưởng dòng Rinkung Kagut vinh quang, đã tới với các đạo sư cao cấp nhất của dòng truyền thừa để ban phước cho các bản kinh, câu chú và các phẩm vật khác mà sẽ được đặt xung quanh Dzogchen bởi chư Tăng Ni trong những tuần lễ tiếp theo. Giáo pháp này của Đức Phật là Bát Nhã Ba La Mật. Bộ kinh này có 9 tập, được viết bằng tiếng Phạn, Sanskrit, đã 700 năm rồi. Các bản kinh này được cúng dường bởi tăng đoàn người Newari từ Patang. Họ thực sự đã cống hiến hết mình cho việc xây dựng bảo tháp. Dzogchen đại diện cho trung tâm tâm linh của bảo tháp, và khoảng trống xung quanh nó sẽ được lấp đầy bởi nhiều pháp khí quý giá, bản kinh và hàng triệu lời cầu nguyện quý báu, được biết tới là câu thần chú được in trên giấy làm thủ công ở Bhutan và Nepal. Những người này đến từ Kathmandu và là Phật tử người Nepal. Chúng tôi làm câu chú. Họ mang phẩm vật như vàng, bạc và cả câu chú theo hệ thống Newari. Bản kinh và hoa quả khô và tượng, họ cúng dường để yểm vào bên trong. Mọi người cũng được ban phước. Đây là xá lợi từ Wat Prabhatnambu. Đây là một ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy ở Lopburi, Thái Lan. Vật yểm đặc biệt nhất để tăng sự linh thiêng về tâm linh của bảo tháp là việc đưa xá lợi của Đức Phật vào trong phần đỉnh của Dzogchen. Rồi chúng ta chuyển sang chỗ khác.
Ngài trưởng dòng công bố sự khánh thành sắp tới của bảo tháp. Mặt trăng tượng trưng cho sự xoa dịu ngọn lửa của khổ đau trong cõi luân hồi. Mặt trời tượng trưng cho sự đối nghịch với vô minh. Sự vô minh thì giống như bóng tối. Khi mặt trời chiếu sáng, vô minh được tịnh hóa, bình định và xua tan. Có đến 200 nghệ nhân làm việc nhiều năm trên các công trình nghệ thuật tại Bảo Tháp. Các nghệ nhân Nepal không những sử dụng các kỹ năng nghệ thuật mà còn chú ý đến sự tăng trưởng về tâm linh. Trong khu quần thể bảo tháp này, các loại và phong cách nghệ thuật và thủ công khác nhau của người Tây Tạng và người Nepal bản địa được hợp nhất, thể hiện sự dồi dào phong phú về văn hóa đã thịnh hành qua nhiều thế kỷ. Những cánh hoa sen và nhiều đồ trang trí bên ngoài thực tế được làm bằng đồng, sau đó mới được mạ. Với sự hoàn hảo tới từng chi tiết, sự kết hợp nhóm hài hòa, thành phần cẩn trọng, tình yêu thương và sự sùng mộ đặt vào các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân, kết quả đạt được thật là vượt trội và nhanh chóng. Trong khi hầu hết các đồ thủ công phải được hoàn thiện tại bảo tháp, những bức tượng đồng mạ vàng lại được làm ở Patang trong thung lũng Kamandu.
Swara Bodhisattva Gambhiram Prajna Paramitam Charam Charamano Vyavaro Kitti Smaha Pancha Skanda Asatascha Swapapa Sunniya Pashyati Smaha Iha Shariputra Rupam Sunya Sunyata Viva Lễ khánh thành thực sự được lên kế hoạch vào ngày 27 tháng 2 năm 2004, vào thời điểm Cát Tường, với các buổi lễ trùng vào năm mới của lịch Tây Tạng, được nối tiếp với pháp hội trao truyền những giáo lý quý báu gắn với năm con khỉ gỗ. Người đầu tiên tới là Ngài Phó Dòng Gachen Rinpoche, đời thứ 8. Ngài nhập thất 10 ngày để xua tan mọi chướng ngại, ma quỷ hay sự quấy rối. Yamantaka là sự thực hành pháp tu Đức Văn Thù Sư Lợi trong hình tướng phẫn nộ. Trước buổi lễ, khóa nhập thất Văn Thù Sư Lợi phải được thực hiện để xua đi các chướng ngại cho buổi lễ. Việc hỏa thiêu các tọc ma này như là pháp đối trị với các chướng ngại là kẻ thù của giáo pháp, của chúng sinh và của hòa bình. Tất cả những chướng ngại này được xua tan bởi việc hỏa thiêu này. Ngài trưởng dòng Rikung Kapkon Chetsang Rinpoche cao quý đời thứ 37 chủ trì các buổi lễ chuẩn bị theo truyền thống mật thừa kéo dài vài ngày. Ngài trưởng dòng Chetsang là một vị kim cương thượng sư theo truyền thống kim cương thừa. Đây là cúng dường Mạn Đà La. Khi cúng dường Mạn Đà La, chúng ta quán tưởng toàn thế giới này là Phật quốc và chúng ta cúng dường nó cho Ngài để cầu nguyện Ngài trường thọ và chúng ta khẩn cầu giáo pháp và quán đảnh. Trước khi chúng ta khẩn cầu bất cứ điều gì, đều cần cúng dường Mạn Đà La, thân, khẩu, ý, các bức tượng tượng trưng cho thân, kinh sách tượng trưng cho khẩu và bảo tháp tượng trưng cho ý. Bậc Kim Cương Thượng Sư đại diện cho Đức Phật và Ngài có nhiều phẩm hạnh. Kim Cương Thượng Sư có thể trao quyền, có thể thực hiện quán đảnh, gia trì và có thể cúng dường lửa và bất cứ nghi lễ mật tông nào cần thiết, quan trọng, quý giá và tối thượng. Tất cả những điều này có thể được làm bởi bậc Kim Cương Thượng Sư. Cúng dường được thực hiện thường xuyên bởi những nhóm người như là phần mở đầu của các buổi lễ hàng ngày. Besides Tibetan,
bên cạnh những người mộ đạo từ Tây Tạng, Nepal và Ladakh là người ngoại quốc từ phía Đông, các tu sĩ phương Tây và các Phật tử. Ngài trưởng dòng, bậc Kim Cương Thượng Sư phải ở lại cả ngày tại nơi làm mạn đà la. Ngài sẽ ban phước và trì tụng thần chú. Đầu tiên, Ngài sẽ thỉnh cầu sự cho phép của vị thần đất, vị vua hay các vị thần địa phương hoặc tất cả những vị khác, những vị sở hữu nơi chốn đó. Đầu tiên, cần có sự cho phép. Mandala in Sanskrit. Mandala. When translated in English, Mandala là tiếng Phạn. Khi dịch ra tiếng Anh, nó có nghĩa là nơi chốn hoặc cung điện của Bổn Tôn. Khi làm Mandala, đầu tiên là vẽ các nét, sau đó ban phước cho các đường nét, mặt đất và màu sắc. Có 5 màu tượng trưng cho ngũ trí Phật. Fire puja or fire offering during the ceremony. Một lễ cúng dường lửa được cử hành và thực hành pháp thượng lạc kim cang để tịnh hóa tất cả những lỗi lầm từ đầu đến cuối khi làm mạn đà la. Như phạm lỗi, làm sai, thiếu câu chú, thiếu nét vẽ, sai màu sắc hay bước qua hay không tập trung, tất cả những lỗi lầm này cần phải được sám hối. Đây là sợi dây minh chú. Sợi dây minh chú được buộc vào chày kim cương và Ngài trưởng dòng để sợi dây này với chày kim cang vào phía tim mình. Những câu thần chú được quán tưởng đi qua sợi dây vào trong tịnh bình. Người trì tụng thần chú quán tưởng nước trong tịnh bình chuyển hóa thành hình tướng của vị Bổn Tôn.
Có rất nhiều biểu tượng với vô số ý nghĩa. Có nhiều bước như lễ quán đảnh, lễ cúng tử sốc, lễ cúng giường lửa, lễ puja và các nghi lễ đất. Như một phần của nghi lễ mật thừa, các vị tăng và ni đóng vai Daka và Dakini với sự cúng dường tượng trưng và các bài hát tán thán. Đầu tiên, chánh điện được tịnh hóa với bánh cúng tọc ma và tất cả các vị đạo sư tập trung tại chánh điện bên dưới bảo tháp chính. Sau đó các vị đạo sư sẽ tiến hành từng bước tịnh hóa và xua tan các chướng ngại và che chướng. Tất cả mọi hình tướng được phản chiếu vào trong chiếc gương và sau đó được gột rửa, bởi lẽ chúng sinh còn nhiều che chướng và do đó đây là một hình thức tượng trưng cho sự gột rửa. Các pho tượng được khiến mộc dục và chúng ta cũng được gột rửa và những ác hạnh của chúng ta được lấy đi. Bây giờ bằng việc chạm chày kim cương, các đối tượng được ổn định và an vị một cách vững chắc và từng pho tượng, từng hình ảnh hay văn bản được niêm phong. Sau đó, từng bước, các vị bắt đầu từ bên trong chánh điện, đi vòng quanh và nhiễu bên ngoài bảo tháp.
Chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương, xin hãy lắng nghe con. Xin các ngài hãy trụ tại đây cho tới khi tất cả chúng sinh đạt được Phật quả. Xin hãy ban cho chúng con những thành tựu thông thường và siêu việt. Cho đến khi thế giới suy hoại hay bị hủy diệt bởi bốn nguyên tố, cho đến khi đó, các vị trí tuệ tôn xin hãy an trụ nơi đây. Bây giờ bậc Kim Cương Thượng Sư mời những đại thí chủ. Đức Drukpong Sonam Chopel Rinpoche đại diện cho những đại thí chủ hào phóng cúng dường công đức này cho tất cả hữu tình chúng sinh, và về phần mình, ngài trưởng dòng ban phước cho các vị đại thí chủ. Sau đó ngài cúng dường những phẩm vật khác nhau, ví dụ như 8 biểu tượng cát tường, từng món một ngài trao cho các vị đại thí chủ, sau đó ngài cúng dường lên bảo tháp. Hôm nay, phần nghi lễ tâm linh của lễ khánh thành sẽ được hoàn tất. Tất cả các lối đi xung quanh bảo tháp sẽ được ban quán đảnh tâm linh. Mạn Đà La là cung điện của các vị bổn tôn sẽ không còn cần đến nữa, và cát sẽ được bỏ đi tuân theo quy luật bất biến của sự sinh khởi và hoại diệt. Bây giờ nghi lễ đã hoàn tất và Mạn Đà La đã được xóa đi. Cát của Mạn Đà La được đặt trong một chiếc bình và cùng với các vật trang hoàng vương miện được mang tới dòng sông một cách trang trọng. Trước khi cát của Mạn Đà La được hòa vào với nước, Long Vương và các vị thần địa phương được triệu thỉnh qua một nghi thức đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vào ngày khánh thành, Ngài trưởng dòng, vị tu viện trưởng của tu viện cổ ở Lâm Tỳ Ni, Ngài Pralara Ramsi sẽ cùng thắp lên ngọn đèn mới. Đức Drukpong Sonam Chöpheo Rinpoche phát biểu mở màn cho một chuỗi các bài phát biểu đánh dấu sự kiện này. Đức Phật đã thuyết, một bảo tháp được xây dựng với mục đích thanh tịnh sẽ đem lại giác ngộ cho người đó và tất cả hữu tình chúng sinh cũng sẽ được lợi lạc như thế. Kiến thức của tôi chỉ như một chiếc giếng nhỏ so với đại dương tri thức về cuộc sống, cũng như so với tri thức và trí tuệ của các vị đạo sư thuở xưa. Nhưng dù với lượng kiến thức như thế nào, chúng ta đều biết rằng những ý định thuần tịnh và nguyện ước mà không hành động thì không thể lấp đầy các bảo tháp. Vì thế, giọt kiến thức cuối cùng của tôi được đặt vào tay của Rinchen Phunsok, người đã xây dựng Đại Bảo Tháp Liên Hoa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với sự cống hiến và nỗ lực không mệt mỏi ngày cũng như đêm của ông. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả những người đã tham gia vào việc xây dựng Đại Bảo Tháp Liên Hoa này dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các đặc điểm của Đại Bảo Tháp Liên Hoa tuân theo những lời dạy của Đức Phật và những hướng dẫn được mô tả bởi Đức Rikzin Choki Drakpa lừng lẫy. Đức Rikzin Choki Drakpa có nói, một bảo tháp là một bình chứa chân quý, chứa đựng thân giác ngộ, và bản chất của nó là một biểu tượng của sự cúng dường và thờ phụng và là hình ảnh của chính Đức Phật. Cuối cùng, tôi muốn hồi hướng tất cả công đức tạo ra bởi công trình hoàn hảo Đại Bảo Tháp Liên Hoa, tập hợp công đức của tôi, cũng như những người khác, tới hai ngài trưởng dòng Rikung Chetsang Rinpoche và Rikung Chungsang Rinpoche, người là hiện thân của bốn thân Phật. Tôi cũng muốn hồi hướng công đức tới các vị đại đạo sư, nguyện cho công đức của sự cúng dường mang lại hòa bình và hạnh phúc cho thế giới nói chung, và cho những đất nước xứ Himalaya nói riêng. Nguyện tất cả hữu tình chúng sinh đạt được giác ngộ. Ngài Phó Dòng, Ngài Gachen Rinpoche đời thứ 8.
Như Ngài Drukpong Sonam Chopel Rinpoche đã đề cập, ngày hôm nay chúng ta có 5 điều tuyệt hảo. Đầu tiên là địa điểm Lâm Tỷ Ni linh thiêng chân quý, nơi sản sanh của Đức Phật Cô Đàm. Chúng ta có những vị thầy tuyệt hảo như Ngài trưởng dòng Rikung Kapgon Chetsang Rinpoche. Đáng tiếc là Ngài trưởng dòng Rikung Kapgon Chungsang Rinpoche không thể tới đây. Thời gian hoàn hảo bởi nó trùng với thời điểm khi Đức Phật phô diễn thần thông đánh bại Ma Vương Mara. Giáo pháp hoàn hảo bởi chúng ta vừa được chứng kiến cúng dường và thực hành thượng lạc kim cang. Giáo pháp tuyệt hảo bởi vì hôm nay là lễ khánh thành cho Đại Bảo Tháp Liên Hoa. Các bạn đã có thể đến đây bởi vì nghiệp trong quá khứ của các bạn. Đó là bởi vì những lời cầu nguyện, nguyện ước trong quá khứ của các bạn. Và đó cũng là vì sự tích tập những công đức trong quá khứ mà chúng đã có thể đến đây cùng nhau. Ví dụ như nếu bạn nhìn Bảo Tháp Liên Hoa, Bảo Tháp Liên Hoa là một trong 3 thân Phật hóa hiện trong hình tướng một bông sen. Nó cũng có thể hóa hiện trong hình tướng của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào. Và bảo tháp này sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh trong tương lai. Thực tế, Đại Bảo Tháp Liên Hoa là một đấng giải thoát. Chúng ta cần được giải thoát khỏi sự đau khổ của mình. Tất cả mọi đau khổ xảy ra do bởi sự tham luyến và bám chấp của chúng ta. Một khi tâm của chúng ta đã được giải phóng khỏi sự tham luyến và bám chấp, thì khi đó, thay vì chúng ta có thể phát khởi tâm vị tha. Chúng ta sẽ có thể làm như vậy với 3 niềm tin hay 3 cảm xúc. Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc có quan điểm tư duy đúng đắn và cố gắng hồi hướng theo một cách thức thích hợp là cực kỳ quan trọng. Khi bạn hồi hướng theo một cách thức đúng đắn, điều đó rất, rất có năng lực. Khi bạn hồi hướng những công đức được tạo ra bởi việc xây dựng Đại Bảo Tháp Liên Hoa này, làm ơn hãy hồi hướng nó theo cách mà bạn không tách rời khỏi những hữu tình chúng sinh khác. Hãy hồi hướng sao cho thế giới có được sự bình an và hạnh phúc. Ngài Rikung Kapgon Chetsang Rinpoche, đời thứ 37, Ngài trưởng dòng của dòng Rikung Kagut vĩ đại. Đầu tiên, ngày hôm nay ít nhiều cũng trùng với năm mới của Tây Tạng. Vì vậy, tôi muốn chúc tất cả các bạn mọi sự cát tường. Rất nhiều trong số các bạn đã đến từ những nơi rất xa, một số đến từ Chile, những người khác đến từ các nơi như Estonia, và các bạn đã đến đây để giúp lễ khánh thành này và Pháp hội năm khỉ gỗ được thành công. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã khiến cho chương trình này được thành công. Một khi cấu trúc bên ngoài đã được xây dựng, điều quan trọng là làm các vật yểm bên trong. Để kể ra một số thứ, bảo tháp chứa đựng 1 tỷ những minh chú khác nhau. Những câu thần chú này được in trên 500.000 mét giấy làm thủ công ở Nepal và Bhutan. Và thứ quan trọng nhất trong các vật yểm là xá lợi cỡ hạt đậu
của Đức Phật Thích Ca được tặng bởi tỳ kheo tiến sĩ Alongkorn, trụ trì chùa Wat Prabhatnambu ở Thái Lan. Tự tôi đã mang xá lợi lên để đặt trên đỉnh của bảo tháp và thực hiện rất nhiều những lời cầu nguyện mạnh mẽ, tha thiết và đầy sùng mộ. Tôi cầu nguyện rằng bất cứ ai nhiễu quanh bảo tháp này, tôi cầu nguyện rằng bất cứ ai cúng dường hay cầu nguyện tới bảo tháp này, nguyện cho người đó hoàn toàn tịnh hóa tất cả những ác nghiệp và che chướng, nguyện cho người đó đạt được giác ngộ nhanh chóng, nguyện cho những công đức người đó tạo lập mang lại hòa bình và hạnh phúc cho thế giới. Ông Omkar Prasad Gauchan, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Lâm Tỷ Ni. 4 năm trước đây, có một thỏa thuận giữa Quỹ Phát triển Lâm Tỷ Ni và những đại thí chủ của Đại Bảo Tháp Liên Hoa. Và nhờ sự thỏa thuận này, Đại Bảo Tháp Liên Hoa đã được so sánh với những sử thi Phật giáo khác trong các hình thức nghệ thuật phong phú bởi các nghệ sĩ và thợ thủ công. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Lâm Tỷ Ni. Diện tích từ đông sang tây, bắc xuống nam trong quy hoạch tổng thể vào khoảng 3 dặm vuông và tương đương 1,160 bigha đất và được chia làm 3 khu vực. Đền thờ Hoàng hậu Majadevi và trụ đá của vua A Dục trong khu vườn thiêng rộng 1 dặm vuông, khu vực tu viện rộng 1 dặm vuông và 1 dặm vuông còn lại là khu vực làng xóm mới. Quỹ Phát triển Lâm Tỷ Ni đã và đang tích cực hoạt động để có được sự hỗ trợ trong và ngoài nước để phát triển khu vực này. Việc xây dựng Đại Bảo Tháp Liên Hoa là một ví dụ điển hình cho sự phát triển của Quỹ Phát triển Lâm Tỷ Ni. Ông Narendra Bhajacharya, Chủ tịch Hiệp hội Rikung Kahut Damarada, tôi rất lấy làm hân hạnh được thông báo ở đây ngày hôm nay rằng Hiệp hội Rikung Kahut Damarada đã rất phước duyên được các đại thí chủ giao nhiệm vụ về hoạt động hàng ngày và gìn giữ khu bảo tháp này. Giáo pháp của Đức Phật về sự tương hỗ cùng tồn tại và bất bạo động đã trở thành tôn chỉ cho cả những tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Vì thế, Đại Bảo Tháp Liên Hoa đã được xây dựng bởi các nhà bảo trợ cho tất cả các đạo hữu, bất kể thuộc tầng lớp, địa vị, tín ngưỡng và tôn giáo nào, để thực hành lời dạy của Đức Phật và được truyền cảm hứng và tạo động lực cho sự tiến bộ của nhân loại và hòa bình trên trái đất này. Vì thế, tôi với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Rikung Kahut Damarada kêu gọi tất cả những ai tin vào giáo pháp của Đức Phật hãy sử dụng nơi này cho thực hành tâm linh. Ông Ferdinand Rinchen Phunsok, Giám đốc điều hành và quản lý dự án Đại Bảo Tháp Liên Hoa. Bảo tháp này chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, những người đã thực sự đặt tất cả sức lực, kiến thức và tâm huyết vào đó. Trong suốt 4 năm vừa qua, những người tham gia đã luôn cống hiến hơn 100% công sức và phát triển quan kiến rằng đây thực sự là một cơ hội để hoàn thiện khả năng của mình. Việc hoàn thành này cũng cho thấy nếu có sự thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí một kế hoạch có vẻ như không thể cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Như mọi người thấy, bảo tháp được xây dựng theo kiểu cách Tây Tạng, nhưng tất cả các hoạt động được thực hiện bởi các kỹ sư, thợ lành nghề và nghệ nhân người Nepal. Điều quan trọng đối với tôi là chỉ ra tất cả các đặc điểm của văn hóa Nepal như chạm khắc gỗ, tranh tường, khảm bạc và đúc tượng. Trong nhiều năm,
các Phật tử, các tín đồ Hindu, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và thậm chí cả những người không có đức tin đã làm việc cùng nhau một cách suôn sẻ để hoàn thành bảo tháp này. Chúng ta thấy rằng một dự án với rất nhiều người khác nhau tại một địa điểm linh thánh như Lâm Tỷ Ni và một thời điểm hòa bình thế giới bị đe dọa có thể được coi là phi thường. Tất cả mọi người tới đây dự lễ khánh thành đi nhiễu xung quanh bảo tháp mới xây dựng và tụng thần chú. The mixed cultural program of religious songs, recitations, dances. Các chương trình văn hóa tổng hợp gồm các bài hát tôn giáo, tụng đọc, múa và biểu diễn nhạc cụ cùng với các nhóm dân gian và các đóng góp văn hóa từ nhiều khu vực khác nhau ở Himalaya đã làm vui cho người xem và công chúng.
last day of the inauguration has passed. Some had to go. Ngày cuối cùng của lễ khánh thành đã qua. Một số người phải quay về công việc thường ngày của mình. Một số khác thì ở lại để nghe giảng pháp quý báu và phi thường. Bảo tháp sẽ mãi còn đây, tô điểm cho vườn Lâm Tỷ Ni, một địa danh của giáo pháp, một tu viện cho hòa bình cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Bồ đề tâm như ngọc chân quý, nơi chưa sinh xin nguyện phát sinh, đã sinh rồi xin đừng thối thất, ngày càng lan rộng vững bền hơn.